Tri. Tới rồi, tới anh chị tới rồi cả nhà ơi. À, cả nhà anh Tí có gì chăm tới. Ủa chị đó vậy? Giờ luôn chuyện nhà. Ủa chị không đây hả? Ờ. À, không giờ. Có chị Trâm buồn à. Trời ơi. Có chị Trâm mới vui. Thôi mấy tụi bay đừng có xạo. Có chị chờ, có Trâm mới giờ nào mới là vui nhất luôn. 11 giờ là bệnh viện quận 9 nha. Dạ. Anh Trang, em có đi xuống coi coi có cái đường xá đông đúc không nha. Rồi đi, sáng mai em ghé qua. Em ở gần đó. 50 phần lận đó. Em ở gần đó. Ờ, nên là mọi người coi có đông không nha, sợ vắng á. Sáng mai em ghé sớm rồi, em ở gần đó. Ừ, có gì báo chị cho mượn. Dạ. Chị ơi, okay. Từ chiều tin nóng quá trời luôn mà người ta hỏi quá trời, tôi em biết trả lời sao. Tin nóng đâu nóng, chị mặc áo lạnh nè. Vô đi, chậm, 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 vô đi, thôi chậm về để tắt xe chạy. Rồi, chậm về hả, chậm muốn lại lại hả? Không, em về với bon ngày mai đi học sớm, giờ đi là không ai lo nó cơm nước nhà chơi. Lát, lát tôi tin nhắn anh có gửi. Ờ, ok, đâu có nóng gì đâu. Nãy anh cũng gọi gửi cho em. Lạnh ngắt nè, tôi mặc áo khoác nè, mấy cha thấy không mấy cha. anh cũng đang bức xúc, anh cũng đang lạnh tâm. Rồi, rồi, ok. Rồi, để cho chậm về cái nhà. Rồi, bye bye, bye bye. Anh sang đếm mọi người ơi. Hello. Đi về kìa. Quá đẹp luôn. À. Linh tí nãy giờ tới lâu lâu rồi đợi để xem nè. Rồi chào anh. Đúng rồi, tao bên là đây. Này đang là giữ là kênh của anh sang không? Đúng rồi. Thấy có phải đưa anh biết trên Facebook là anh đó. Vô tí. Rồi về. Rồi về. Cũng quá, bây giờ mới tới. À, 18 giờ mà. 8 giờ thì con lộn. Tí kìa. Rồi mấy anh em ngồi chút xíu đi rồi mới xếp. Dạ. Đang ngồi mấy em đi đã chết nữa. Rồi dừng bữa đi. À, địa chỉ của anh là quản lý á anh. 492 492 Võ Văn Kiệt, phường Cò Kho, quận Nhất. Dạ. Là trong quán mình dùng những cái sản phẩm là những cái đồ ăn thức ăn bia bọt hay là cái gì đó anh cũng chia sẻ cho bọn em hết luôn đi anh. Vâng, mình hỏi cụ thể là vấn đề gì ạ? À, vấn đề là hiện tại là có mình bán cái gì là nhậu cái gì anh đáp ứng. Đây là Beer Garden. Dạ. Thì mình có các dạng sản phẩm về bia, tất cả các loại bia. Dạ. Và thực phẩm thì đáp ứng được cho ba miền. Dạ. Có vị có anh em mà cũng muốn hỏi gì không?
rồi. Giờ dạ, thấy anh ngầu quá không giống ai hỏi chào anh. Thế nữa review luôn à, lưng xin lưng xin lưng. Cái xin lưng mọi người ơi. Hồi nãy chị Bích Tâm cũng đến chị Bích Tâm đấy là sao chị Bích Tâm về cả nhà có việc nhà thì có mình tí thôi cả nhà hồi trước chị đây cô chú anh chị, cái địa chỉ là lúa nghe cô chú anh chị, không biết cái chữ là chữ gì nữa đó, cô chú anh chị mình cứ đọc theo dõi ha ở cái chồng cô chú anh chị. Trong hôm nay là anh Huy Sang không đẩy ở tại cửa hàng Phương Sâm nhưng đẩy tại nhà hàng của lúa cô chú anh chị. Là có anh em ở đây cô chú anh chị mình cứ đừng có những cái thông tin những bài bạ nghe cô chú anh chị, bây giờ mình chính xác nha cả nhà, chính xác là cô chú anh chị ha, cô chú mình hãy tiếp tục theo dõi chứ còn đừng lên những cái phía cạnh nó bôi nhọ qua ngày kia đó cô chú anh chị cả nhà mình cái gì cũng từ từ nghe cô chú anh chị. Chơi mình chắc luôn cái đó phiền của chúng chị. Đây gồm có